Xin chào các bạn đã đến với kênh Hoàng Anh. Thì hôm nay và anh sẽ giới thiệu cho các bạn những món ăn chay mà gia đình mình làm hôm nay để dùng để cúng đám giỗ. Cái món ăn nhìn rất là đẹp mắt luôn các bạn ơi. Đây là món cà ri, bún ăn kèm, bánh da lợn, bánh mì. Bánh mì này mua nhé các bạn, không phải nhà làm. Đây là món gà tiềm. Đây là món lẩu gồm có chả, chả lụa, bò viên. Đây là món cá chiên. Đây là bánh hỏi thịt nướng nha các bạn. Đây là món cà ri gà nha các bạn. Dai luôn. Vừa xả. Xương này là làm bằng xả nha các bạn. Ăn luôn. Rất thơm các bạn ơi. Mình sẽ gấp bún nha các bạn. Ăn bún, bún ăn thử với cà ri. Bún ăn thử với cà ri. Trong cà ri gà có phải cao nha các bạn. Dẻo, béo các bạn ơi. Xin mời các bạn dùng bánh hỏi với thịt nướng nha các bạn. Mời các bạn dùng chung nha các bạn. Thịt nướng rất vừa ăn đó các bạn ơi, thơm. Tiếp theo là món giò heo nấu củng nha các bạn. Cái món này thì gồm có tàu hũ kỳ nha các bạn. Còn phải chi bó lại. Cái này là củ cải trắng, củ cải đỏ, táo, nấm mèo, nấm đông cô, đậu. Thơm các bạn, thơm, rất là vừa ăn, có tiêu cho nên thơm lắm. Củ cải thì rất là mềm,
Nấm mèo giòn giòn. Có nấm gơm nữa nha các bạn. Đây là cá chiên nha các bạn. Cá tai tượng nha các bạn. Đây là cá chiên gồm có gỏi, thì ngó sen, bắp chuối, dưa leo và có cả rau găm nữa. Xin mời các bạn nhé. Này chấm với nước mắm nha các bạn. Rất là giòn luôn các bạn. Kế đến là món canh măng nha các bạn. Măng thì gồm có chả cá, canh măng, nấm gơm, này cải bó lại mời nha các bạn. Chả cá rất là dai các bạn ơi. Bánh da lợn, có rất là nhiều lớp, nhìn thấy là trong rất là ngon luôn á. Rất là thơm á bà, dai, thơm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip và hẹn gặp lại các bạn vào clip tiếp theo nhé. Xin chào và tạm biệt.